Lô này nó vừa công nha bạn, lô này ba cây. Ba cây mình tắt cái cắt cái phơm trực lắc này nói ngọn nè. Ba cây 350k bao ship. Cái này lùng cũng đẹp lắm nè, nó cái này lùng đẹp lắm. Cái này ba cây. Ba cây phơm trực lắc nha bạn. Ba cây 350k bao ship, mình bán cái clip ngắn ngắn nhỏ nhỏ, bán ba cây combo ba cây. Đã từ tiền ship mà cái cảm giác cây nó cũng rẻ nữa. Mình mới cắt sơ nha bạn, gì gọt lại gọt vô cái mắt nu nè, hoặc là lấy cái mắt dưới. Nhưng mà mấy bạn chọn mắt dưới thì mắt dưới nó mọc trúng luôn, mọc ở đây cành đây, đây cành là tôi chọn mắt này, chọn cái nu này. Còn hai này thì mình chọn cục nu rồi, chọn nu này. Ba cây 350k bao ship cho bạn. Nguồn công, nguồn khỉ.